kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin hôm nay của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ cập nhật được cho mình những thông tin hữu ích nhất. Hãy nhấn like để ủng hộ cho chúng tôi và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào trong ngày quý vị nhé. Sau đây là những nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hậu Hoàng tự chèo thuyền với chú Ngạn pha ke đẩy khánh vân sang cho mũi Trưởng Long. Hậu Hoàng, mũi Trưởng Long. Và Khánh Vân, chú Ngạn Pha Ke là hai cặp đôi được khán giả đẩy thuyền nhiệt tình nhất ở sao nhập ngũ năm 2020. Ngay từ những tập đầu tiên lên sóng, đội ngũ biên tập đã khiến người xem súng răng bởi những màn phát cẩu lương mùi mẫn đến từ hai cặp đôi đáng yêu này. Khánh Vân thì đã phủ nhận chuyện gấp cặp với đồng chí Toàn, còn Hậu Quang và Mũi Trưởng Long thì vẫn được đẩy thuyền nhiệt liệt, chưa có dấu hiệu chìm tuy nhiên mới đây hậu hoàng đã tự mình đổi thuyền khi đang phản khắc tình cảm với chú ngàn pha ke thậm chí nàng youtuber còn nói mọi người nhầm thuyền hết rồi khánh vân với mũi trưởng long mới đúng nữ diễn viên mắt biết cũng đáp trả một cách lém lỉnh giờ này còn thuyền bè gì nữa xuống thuyền lái phi công đi ạ à. hậu hoàng lần đầu chia sẻ về việc đẩy thuyền với mũi trưởng long cởi trói rồi em vẫn nằm vùng trên thuyền Mới đây, ekip sau nhập ngũ năm 2020 đã lên tiếng thừa nhận phần lỗi về mình khi tạo hiệu ứng cắt ghép để đẩy thuyền mũi trưởng Long và hậu hoàng, sau khi có nhiều bình luận chỉ trích chương trình. Theo đó, mũi trưởng Long đã xác nhận về mình từng có một đời vợ và có một cậu con trai kháo khỉnh. Anh cho biết mình lên tiếng vào thời điểm này là vì muốn bảo vệ con trai và những người xung quanh khỏi sự dầm ngó từ bộ phận khán giả. Bên cạnh những bình luận ủng hộ và động viên mũi trưởng Long, cũng có không ít ý kiến chỉ trích do ekip sau nhập ngũ đã đẩy thuyền quá trớn khiến chính chủ rơi vào tình thế khó xử mới đây hậu hoàng đã có động thái ủng hộ ekip trái với suy nghĩ của nhiều người cô nàng chẳng hề bài xích hay khó xử về chuyện được đẩy thuyền cùng với mũi trưởng hậu hoàng kể lại ngay từ tập đầu tiên được phát sóng cô thấy khá hoang mang và bất ngờ khi bỗng dưng bị trói lên thuyền và trong thâm tâm cô nàng thì vẫn nghĩ tự nhiên hai thằng bạn mà đẩy thuyền gì nhưng qua thời gian, nhìn thấy mọi người thích thú đẩy thuyền mình và mũi trưởng long rồi đọc được tin nhắn các cô các bác khán giả của chương trình nhắn tin. Cảm ơn vì đã giúp họ lấy lại được thanh xuân, sống lại tuổi trẻ. Hậu hoàng bỗng chốc cảm thấy thuyền của mình và anh bạn đồng đội cũng khá là đáng yêu đấy chứ. Mặt khác, về việc đội ngũ editor bị lên án là cố tình cắt ghép tạo hiệu ứng đẩy thuyền để câu view, thì bản thân hậu hoàng không hề nghĩ như thế. Các anh editor vẫn nhắn tin là mong hai đứa đến được với nhau. Anh thấy hai đứa dễ thương lắm Nên em nghĩ mọi người trong ekip thích bọn em rất chân thành Rất mong bọn em thành đôi thật Chứ không phải là cố tình câu view gì đâu Hậu Hoàng chia sẻ Vậy nên sau tất cả Cô nàng cảm thấy mọi chuyện không có gì là quá khó xử hay quá đáng Không sao đâu Cởi trói rồi em vẫn nằm vùng trên thuyền hóng hớt ạ à. Hậu Hoàng dí dỗm khẳng định Động thái của Hậu Hoàng khiến các fan càng thêm ấm lòng không nói đến chuyện có yêu đương gì hay không. Nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, mọi người đều xem nhau như những người bạn tốt nhất, chân thành nhất và mong muốn mọi điều tốt nhất cho đối phương. Từ Hậu Hoàng, mỗi Trưởng Long cho đến ekip sau nhập ngũ năm 2020. Bồi hồi vì tập 15 sau nhập ngũ kết thúc, Hậu Hoàng và Khánh Vân bắt xe vào đơn vị thăm các đồng đội. Trong tập 15 sau nhập ngũ năm 2020 phát sóng vừa qua, khán giả đã được chứng kiến chặng đường hành quân nhiều gian nan, thử thách của các cô gái trên đoạn đường đó thứ giúp họ đi đến đường cùng không phải là đôi chân nữa mà là ý chí kiên định vững chãi và sự quyết tâm cực kỳ lớn để vượt qua mọi đau đớn thể xác khi hoàn thành một chặng đường dài khánh vân chia sẻ tôi cũng không hiểu vì sao tôi có thể lết được về đây tôi thấy thương bộ đội mình quá ăn một bữa ăn thôi cũng không được đàng hoàng tử tế vừa nói khánh vân vừa khóc nấc lên vì xúc động nàng trà long cũng gửi lời cảm ơn đến những người đồng đội dù sức khỏe cô yếu nhưng chưa bao giờ bỏ rơi cô trên suốt đoạn đường hành quân chính bởi nhờ những nhiệm vụ như thế này đây mà cả sáu đồng chí chiến sĩ mới cùng mỗi trưởng và những chiến sĩ cũ đã có thể trở thành những người bạn tốt thật sự dù rằng họ chỉ mới quen biết được vài ngày sau khi chuyến nhập ngũ kết thúc khánh vân và hậu hoàng cùng các chị em trở về nhà nhưng vẫn giữ mối quan hệ cực tốt với những người đồng đội trong đơn vị theo Khánh Vân từng chia sẻ, họ thậm chí còn có rút chát chung để cùng chia sẻ những điều vui vẻ, thú vị gặp mỗi ngày. Trở lại với sau nhập ngũ năm 2020 tập 15, Khánh Vân và Hậu Hoàng sau khi xem lại tập hành quân gian khổ này đã cảm thấy rất nhớ những đồng chí chiến sĩ từng chiến đấu cùng mình. Vậy nên hai cô nàng chẳng cần suy nghĩ nhiều, cứ thế mà bắt xe đi thẳng vào trong quân đội để tạo thành chiến thăm bất ngờ cho đơn vị. Hậu hoàng có động thái lạ giữa lúc Netizen lo thuyền long và hậu bị lật hay là yêu thật rồi sao? Dù có tin đồn từ trước nhưng cõi mạng được phen bất ngờ khi mỗi trưởng long công khai từng ly hôn và đã có con trai 4 tuổi. Sau khi bình tâm, nhiều người lại lo lắng cho số phận chiếm hạm Long và Hậu. Thậm chí có ý kiến còn khẳng định thuyền sẽ bị lật vì chuyện cá nhân của đồng chí mũi trưởng tuy nhiên hậu hoàng đã nhanh chóng khẳng định sẽ bảo vệ đồng chí mỗi trưởng nữ youtuber còn bình luận công khai trên fanpage sau nhập ngũ tiết lộ các editor của chương trình nhắn tin với mình rằng mong hai đứa đến được với nhau anh thấy hai đứa dễ thương lắm ngoài ra hậu hoàng cũng tự nguyện ở lại thuyền long và hậu để hóng hớt nhưng đó chưa phải là động thái lạ lùng nhất của hậu hoàng khi tự đẩy thuyền long và hậu sau khi lời gan ruột của cô nàng được xe lại trên fanpage của chương trình không chỉ dân tình thích thú mà dương hoàng yến cũng nhanh tay bình luận chị hát tiết lớp nhớ tiếp hậu hoàng cặp chị em thân thiết còn tiếp tục đối đáp hậu hoàng có lẽ một giờ đồng hồ em chợt ngủ quên trên vai anh dương hoàng yến có lẽ một giờ em thấy mình hạnh phúc nhất cho những ai chưa thấy lạ ở đâu thì tiết lớp là nhạc phim của hậu vệ mặt trời được dương hoàng yến thể hiện lời việt từng có một thời gian dân tình ví thuyền hậu hoàng và mũi trưởng long như hai nhân vật chính trong bộ phim Hàn Quốc đình đám này màn đối đáp tiếp theo của hậu hoàng và dương hoàng yến dù không phải lý diệt nhưng cũng hướng về cặp đôi đang yêu nhau vì vậy mà dân tình hớn hở cho rằng thuyền long và hậu đã có tiến triển đáng kể hậu hoàng tiết lộ các xử lý không dễ giải khi người yêu kêu đau bụng đòi vào khách sạn giải quyết còn nhớ trong tập 5 sau nhập ngũ năm 2020, Hậu Hoàng và Dương Hoàng Yến được đồng chí giáo viên phân một tổ, thực hiện nhiệm vụ hạ gục kẻ địch khi đụng độ chúng trong tình huống đi rừng. Theo đó, mỗi tổ sẽ nghĩ một kịch bản khác nhau để làm sao lừa được các tên địch và khiến chúng không thể phản kháng lại. Với đội Hậu Hoàng và Dương Hoàng Yến, hai cô gái chọn kịch bản lừa kẻ địch là buồn vệ sinh giữa rừng, mượn cớ tìm chỗ giải quyết để thăm dò khu vực kẻ địch đang đóng chiếm. Thật thú vị sao, đến tập 12 của sau nhập ngũ năm 2020, khán giả lại một lần nữa chứng kiến hậu quang bất chấp mặt mũi để xin sỏ được đi vệ sinh. Cụ thể, tình huống trong tập 12 là hậu quang cùng với hai thành viên chung đội là Khánh Vân và Dương Hoàng Yến phải thực hiện nhiệm vụ đánh địch có trang bị dao găm, đối tượng là bốn tên địch đang chiếm đóng tại khách sạn Hoa Hồng. Để đánh lạc hướng các tên địch trên ma, hậu hoàng chủ động đóng giả làm người yêu với đồng đội của mình, tiếp cận tên địch đầu tiên đang bước ra từ khách sạn Hoa Hồng. Cô nàng giả vờ hoảng hốt và nói Anh ơi mình còn phòng không Người yêu em đang đi ăn chè thì bị tàu tháo đuổi Cứ đòi vào khách sạn nhà mình bằng được Bạn diễn đã thay đổi từ Hoàng Yến sang một đồng chí nam Bối cảnh và kẻ địch cũng có sự thay đổi khác Chỉ riêng kịch bản đau bụng muốn đi gấp vẫn giữ nguyên Chọn tình huống nhạy cảm này Hậu Hoàng cũng bất đắc dĩ lắm Cô nàng vốn định sẽ cùng đồng đội đóng giả cặp tình nhân vào khách sạn thuê phòng Nhưng kế hoạch này lại bị đội một của Kỳ Duyên và Diệu Nhi Nam thơ sử dụng trước hậu hoàng giải thích giờ người ta dùng lý do gì để vào khách sạn nhỉ lý do thì nhiều lắm nhưng mình xài luôn cái vụ đau bụng đi tôi nói với đồng đội và anh ấy đồng ý luôn thế là hai đứa làm thôi dù là người đưa ra ý tưởng này nhưng khi được đồng chí giáo viên hỏi đến hậu hoàng lại trả lời với gương mặt ngây thơ vô số tội tôi không biết vì sao lần nào tổ tôi cũng vào tình huống đi vệ sinh lần này là tình huống tôi và người yêu đi ăn chè người yêu tôi bị đau bụng nên nhất quyết đòi vào khách sạn để đi đồng chí giáo viên quyết định vặn đến cùng vì sao người yêu dẫn vào khách sạn đồng chí vẫn đi theo trong khi họ chị em cười ngã nghiêng ngã ngửa thân là đương sự hậu hoàng vẫn phải tiếp tục chống chọi kiên cường đến cùng trước những câu hỏi khó của đồng chí giáo viên tôi muốn tái hiện lại tình trạng sống của giới trẻ hiện nay tuy nhiên khi đặt tình huống này ở ngoài đời chứ không phải trong chiến đấu hậu hoàng khẳng khái trả lời cô nàng vẫn sẽ đưa người yêu đến khách sạn nhưng không vào chung mà đứng đợi ở ngoài Nghĩ mà cũng dở khóc dở cười, hai lần hậu hoàng bị ép phải buồn vệ sinh thì toàn là những tình huống trớ trêu như đang đi giữa rừng hoặc phải tiếp cận khách sạn. Không biết trong các tập còn lại của sao nhập ngũ năm 2020, hậu hoàng có còn buồn vệ sinh thêm lần nào nữa không?